Hello, xin chào anh em. Để tiếp tục cái series test game, test hiệu năng trên con máy Asus ROG Ally thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một bom tấn AAA khác, đó chính là Spider-Man Miles Morales. Đây là một tựa game mà chắc chắn là những cái fan Marvel cũng như là fan siêu anh hùng rất là thích đây, và game cũng đang rất là hot. Trước đây thì nó độc quyền trên PS nhưng mà hiện tại đã được chuyển thể lên PC rồi, cho nên là chúng ta có thể trải nghiệm nó trên con máy Asus ROG Ally. Ok, và bây giờ mình sẽ vào game. Ok, hôm nay thì để đổi gió thì mình sẽ trải nghiệm cái tựa game Spider-Man này ở trên chiếc tay cầm Xbox One S mình có ở đây đó, để xem là cái tốc độ có cái độ trễ nó như thế nào. Tay cầm thì hiện đang kết nối với máy qua thông qua Bluetooth nha. Rồi, ok, vào game thôi. Chúng ta xem đánh giá xem là cái game này nó sẽ chạy được bao nhiêu FPS ở cái mức thiết lập đồ họa như thế nào. Ok, trước khi vào game thì mình sẽ show cho anh em cái mức thiết lập đồ họa trước ha. Rồi, mình sẽ điều khiển bằng tay cầm luôn. Đây, mức thiết lập đồ họa là low nha, đang ở mức thấp. Rồi, tất cả những cái thông số dưới đây thì mình sẽ để mặc định hết. Độ phân giải là 1080 ha. Vsync on. Còn tất cả những cái cài đặt dưới đây thì mình cũng để auto hết. Ok, chúng ta cùng vào game xem. Tiếp theo là cái phần cài đặt ha. Operating mode mình cũng đang để là performance đó, và bật cái real time monitor lên để anh em theo dõi những cái thông số. Đây, những cái thông số khi mà máy hoạt động, khi mà chơi game đây, chúng ta có thể theo dõi được mức FPS nè, nhiệt độ của máy cũng như là thời lượng pin nó tụt nhanh tụt chậm như thế nào, chúng ta cũng thể theo dõi được. Rồi, vào game thôi. Rồi, sau đó thì phần sau video mình sẽ tiến hành là mình bật cái chế độ turbo, tức là nó sẽ chạy max công suất của máy ha. Nó sẽ chạy ở cái mức là 25-30W để mà nâng cao cái đồ họa của game, và đồng thời là mình cũng sẽ tăng cái reset graphic lên medium xem thế nào. Ok, chúng ta sẽ trải nghiệm trước cái chế độ performance nhé. Rồi, mình sẽ để máy lại gần cho anh em, tại vì phần này thì mình sẽ không cầm máy chơi mà sẽ điều khiển bằng tay cầm, nên mình sẽ để gần lại chút xíu. Thực tế thì trước đây mình cũng chưa có chơi qua một cái phần Spider-Man nào cả. Không, hồi xưa thôi. Còn cái phần Spider-Man đỏ thì mình cũng chưa chơi. Mình nhảy vào chơi luôn phần nhện đen luôn. Cho nên là cái thao tác cũng có thể chưa rành lắm, anh em thông cảm. Rồi, chúng ta đang đối đầu với con boss Rhino, boss tê giác ở đầu game đây. Ok, giờ mình đi đâu đây? Bây giờ mình dí theo cái con tê giác này. Ok, lại. Và như anh em đang thấy thì máy của chúng ta đang chạy ở mức ổn định 30 FPS ha. Này, nó chạy được này. Ủa, nó chạy nhanh thế. Nhanh, mình không, nó trốn thoát bây giờ. Rồi, ok. Mặc dù là tốc độ di chuyển rất là nhanh như thế này nhưng mà chúng ta vẫn giữ được ổn định ở mức 30-32 FPS cho một cái tựa game nó quá nặng về đồ họa như thế này. Wow, hiệu ứng cháy nổ rất là đẹp luôn anh em ạ. Wow, con này phá hoại cả thành phố luôn, kinh thiệt.
Tập này thì hai anh bạn nhện vô chúng ta đang hợp sức để đánh. Né. Đúng rồi. Đó giờ chơi cái gì ta? Switch á. Cho nên là bây giờ qua đây cái nó bị ngược nút cho nên là chưa quen anh em ạ. Ai da. Mày làm sao? Ai vậy? À, trên lầu. Lên 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 lên. À. Đánh đảo quá anh em à. BI hả? Đó. Ui. Sướng thật sự. Thì kêu à, quá đỉnh, đánh sướng cái tay luôn. Còn một đứa ở trên lầu trên kia nữa. Úi trời ơi. Mày làm sao? Mày làm sao? Bay lượn như chim. Mày nó đâu rồi ta? À dưới đây. Wow. Pete ngồi gục rồi. Ôi ôi, anh boss ra kìa, nhanh lên. Rồi, Pete ngục rồi. Giờ chỉ còn có Mai thôi. I would like to exchange for new one. This one. Chiến luôn. Oh, wow. Có điện luôn em ạ. À. Wow. Đấm lõm cả mặt. Anh boss luôn. Mà làm sao tự nhiên cái phóng xét được vậy anh em? Tại mình không có chơi cái phần Spider-Man này nên mình không rõ lắm. Mà bây giờ sao đây? LB hả? Ờ chưa quen nút luôn anh em ơi. À mình sẽ stun được LB cộng A. Ây da. Nào từ từ nào. Tiếp. Tới công chuyện mày với tao rồi. Tới công chuyện mày với tao rồi. Ây da. Tính né mà không né kịp. Tiếp nữa nè. BI. Ôi mấy combo này đánh đã thật sự. Tiếp nữa nè. Tới công chuyện này chưa con.
Ây da, nó nắm đầu đạp mình như con vậy. Ôi shit. Rồi từ 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 từ. Giữa lúc gây cứng như thế này mình sẽ chỉnh lại chế độ turbo luôn cho nó thêm phần hấp dẫn ha anh em ha. Ok. Rồi đồng thời là mình sẽ tăng graphic lên thành là medium. Ok. Có phải ấy không ta? Redefine. Không biết mình có phải 12 luôn nè. Thôi, medium được rồi. Rồi. Là lưu đi chưa nhờ. Bế. Cửi luôn, quá dữ. Ý, hụt rồi em yêu. Hụt rồi em yêu. Ôi, giờ anh em thấy là cái hiệu năng nó đã lên tới mức max luôn rồi. 30W luôn rồi anh em. Và chúng ta có khoảng 31 FPS, 30 32 33 gì đó. Ôi. Ý. Nào em yêu. Như vậy thì đồng thời là mình tăng turbo lên cũng như là tăng cái đồ họa lên thì cũng đang ở mức 30 tới 32 thôi. Chứ cũng không hơn được. Ây da, ây da. It's à ha. Ủa nó quăng mình như con vậy. Lũi vào tường đi cưng. Chết với tao nè. Rồi, finish. Tiếp nữa nè. Ôi, nguyên combo luôn. Quá phê. Ây. Đánh đã quá anh em ơi. Tại sao giờ mình mới phát hiện ra một tựa game hay như thế này? May là có một anh nhện thôi chứ hai anh nhện thì tới công chuyện liền. Rosson. Ở những cái đoạn cắt cảnh thì cái APU nó đang giảm xuống còn 26 27W thôi. Nhưng mà những cái đoạn combat đó là nó lên maximum 30W luôn. Simon Krieger, head of R&D at Roxxon Energy. Pleasure to meet you. Đồ họa đẹp thật sự luôn anh em ạ. Những cái hiệu ứng cháy nổ, đồ sấm sét các kiểu tuyệt vời. Chưa kể là thời tiết đang là tuyết rơi nữa nha. But looks like you beat us to it. I wanted to thank you. Both of you. Taking down Rhino. So you are going, Princess Bud. Thanks, but he's still dangerous. Will. Ông này chắc mình nghĩ là cũng không có tốt lành gì đâu. Nhìn mặt cha đó, chắc chả phải người tốt đâu. Future's looking bright. Hello. He's right. Let's clear out. Let the police do their job. Yeah, okay. Thôi, đi thôi. Thì mình đang cầm cái tay cầm Xbox á, nó rung lúc mà combat á, cũng rất là sướng anh em ạ. Anh em nếu mà chơi chiếc máy iShot này á, chơi game trên iShot này á thì nên mua cái tay cầm Xbox One hoặc là Xbox Series để chơi ha. Sorry, I've been meaning to tell you. I'm not gonna be around. Về cảm giác cầm nắm cũng như là những cái trải nghiệm chơi game rất ổn luôn, mà mức giá cũng không có quá cao, chỉ khoảng 1.3 triệu gì đó cho một chiếc tay cầm Xbox Series New thôi. Đây hai anh nhện mà chúng ta hay gọi là nhện đỏ và nhện đen đó anh em ạ. Nhưng mà nhìn anh nhện đen có vẻ hiền hơn ha.
You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey, I did this gig for 8 years without backup. You better believe I screwed up lots of times. That is how you learn. Ok, chắc là mình sẽ tạm dừng cái tập trải nghiệm con game Spider-Man Miles Morales tại đây trên con Asus ROG Ally ha. Cho tới hiện tại thì đã có 4 tập rồi. Mình đã test 4 tựa game AAA cho anh em. Đó. 4 tựa game AAA vừa qua thì cũng đã nói lên sơ sơ về cái hiệu năng của máy Asus ROG Ally nó như thế nào rồi ha. Trong cái tập tiếp theo thì mình sẽ không test một tựa game AAA nữa, mà mình sẽ bắt đầu chuyển qua giả lập Switch, giả lập Android nó sẽ như thế nào thì cùng mời anh em theo dõi nha. Và cái clip đánh giá thời lượng pin cũng như là đánh giá chi tiết về con máy này thì cũng sẽ sắp tới mình sẽ lên kênh YouTube của mình. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.